Kính chào quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Chúng ta có cơ hội trở lại với chương trình Tìm Hiểu Sống Đạo. Và chúng ta vẫn có cha Matthew Nguyễn Khắc Hy thuộc Tu Hội Sung Bích. Ngài đến với chúng ta. Ngài hiện nay là giáo sư Đại chúng Viện Assumption ở thành phố San Antonio, tiểu bang Texas. Vâng, chúng con kính chào cha. Kính chào cha, kính chào tất cả anh chị em khán thính giả của chương trình Ánh Sáng Tin Mừng TV và chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Vâng, vâng, chúng ta đang ở trong năm đức tin. Những lần trước chúng ta có nói về Công đồng Vatican II trong cái đề tài về phụng vụ, rồi trong đề tài về mặc khải, rồi trong đề tài về giáo hội. Hôm nay chúng ta cũng nói về vấn đề đại kết và đối thoại liên tôn. Thì đây là, mặc dù cái văn kiện của công đồng gọi là sắc lệnh, nhưng mà thật sự đây là những cái điều mà chúng ta thấy rõ trong cái mục vụ của giáo hội kể từ Công đồng Vatican II đến nay, đó là vấn đề đối thoại liên tôn và vấn đề đại kết. Thế thì xin cha cho biết tại sao vấn đề đại kết, vấn đề đối thoại liên tôn lại một cái đề tài nổi bật, một trong những đề tài nổi bật ở trong Công đồng Vatican II. Vâng, nếu những ai tiếp xúc với lịch sử của giáo hội công giáo từ đầu thế kỷ 20 cho đến khi công đồng khai mạc, thì chúng ta mới hiểu tại sao tiêu đề về đại kết liên tôn trở thành một trong những điều quan trọng ở công đồng. Đầu thế kỷ thứ 20, những anh em tin lành họ bắt đầu muốn đứng lại với nhau, bởi vì anh em tin lành tự họ không có một cái nơi chúng ta gọi là một cái nơi chóp bu đó, một cái đỉnh để mà có thể điều khiển cai quản họ về vấn đề mục vụ cũng như về vấn đề tín lý. Nói về vấn đề mục vụ thì đó không phải là quan tâm của anh em tin lành, bởi vì đối với họ thì ai cũng có thể, tất cả mọi người đều được lãnh nhận chức tư tế, vương giả và tiên tri. Vì thế ai cũng có thể đi rao giảng, ai cũng có thể được nhận lãnh nhận cái sứ vụ đó. Nhưng mà nói về vấn đề tín lý thì quan tâm của anh em tin lành từ cuối thế kỷ thứ 17 cho đến thế kỷ thứ 19. Lý do là sau khi Martin Luther bắt đầu tách biệt ra khỏi giáo hội công giáo, thì có nhiều người trong nhóm mà đi theo Luther bắt đầu họ tự tách biệt nhau. Họ tách biệt nhau không phải về mặt quản trị, mục vụ, mà về tín lý. Liệu chừng tôi với anh cùng tin như vậy, nhưng mà anh chống cái này mà tôi không chống thì làm sao? Khi tôi với anh bất đồng ý kiến thì tôi tách ra và tôi tạo nên một giáo hội mới. Rồi càng ngày những cái bất đồng về vấn đề tín lý càng thâm sâu. Cho nên đầu thế kỷ thứ 20 thì một nhóm những anh em tin lành ở bên vùng Bắc Âu đó, họ đứng lại với nhau và họ tìm cách không phải là để liên tôn với nhau hay là để đưa lại đại kết, mà họ chỉ muốn làm thế nào để ngay những người tin lành họ đứng lại với nhau để họ cùng có một sự thống nhất về vấn đề tín lý. Liệu chừng vấn đề về ngừa thai, phá thai, vấn đề về án tử hình, tất cả những cái mà chúng ta gọi là ngày nay đó, thì ngay thời kỳ đó họ cũng đã có đặt câu hỏi rồi, vấn đề ly dị chẳng hạn. Liệu chừng chúng ta có thống nhất với nhau được không? Hay là những người đi vào nhà thờ của tôi mà thấy tôi giảng ly dị không được, họ chạy qua nhà thờ của anh. Như vậy rồi cuối cùng chúng ta đâu có một cái bản, gọi là một cái bản tuyên ngôn về vấn đề tín lý. Bởi vì mỗi một giáo hội họ có tự một cái bản tuyên ngôn về vấn đề tín lý riêng. Vì thế từ đầu thế kỷ thứ 20 thì những anh em tin hành lành đứng lại với nhau và họ họp nhau coi như là một nhóm đem lại sự đại kết. Giáo hội công giáo của chúng ta không tham gia. Cho đến sau năm 1930, Vatican bắt đầu cho phép một vài các linh mục công giáo tham gia những cái buổi họp đại kết của anh em tin lành, nhưng phải có sự chấp nhận của Vatican. Đến khoảng năm 1940-45 là thời kỳ anh em tin lành họ phát triển rất cao, rất mạnh, rất xa về vấn đề học kinh thánh. Ở trong đó họ khuyến khích người ta trở lại học ngôn ngữ chính, tức là ngôn ngữ tiếng Hy Lạp để đọc bản gốc. Rồi họ đi sâu vào vấn đề mình gọi là phê bình lịch sử để nhìn thấy cái thực, cái hay, cái đúng của kinh thánh. Trong thời kỳ đó thì anh em công giáo của chúng ta vẫn còn mò mẫm trong một cái lối học chúng ta gọi là còn cổ hủ và từ chương. Đọc kinh thánh mà coi như đây là một bản văn viết có tính cách khoa học lịch sử nữa là khác. Lúc đó thì những anh em công giáo cũng chưa có đi học chung được với anh em tin lành. Nhưng rồi dưới thời kỳ của Đức Giáo Hoàng Giáo Hoàng Pio thứ 12, Ngài nhìn thấy cái cởi mở, nhất là về vấn đề học trước. Và Ngài nhìn thấy rằng những cái tín lý mà anh em tin lành họ muốn đứng lại với nhau, thì ở trong đó chúng ta cũng có thể giúp để mà cộng tác, để rồi chúng ta như ý muốn của Chúa Giê-xu là sự hiệp nhất. Đương nhiên cái tư tưởng hiệp nhất trước Công đồng Vatican II đối với giáo hội công giáo có nghĩa là anh chị em đã tách tôi ra mà đi thì anh chị em phải trở về với tôi, cho nên tôi phải tới với anh chị em. Vì thế đến Công đồng Vatican II thì một số những anh em công giáo đã học chung với anh em tin lành nhiều về vấn đề kinh thánh, mà khi học với nhau thì chúng ta mới hiểu là có nhiều điều chúng ta không hiểu nhau.
Vì thế, cái phong trào mà gọi là đại kết, nó đến không phải là từ bên trên xuống, không phải từ Vatican xuống, mà nó đến từ bên dưới thì đúng hơn. Khi những người đi học, những thần học gia đứng lại bàn luận với nhau, rồi được sự ủng hộ của công đồng. Cái thứ hai, một trong những cái dấu vết của xã hội để lại, mà cũng là một điều kiện để các giáo hội đứng lại với nhau làm công việc cho xã hội, đó là Thế chiến thứ hai. Sau Thế chiến thứ hai thì sự tan nát của biết bao nhiêu quốc gia ở trong đó, họ đòi hỏi con người không cần biết tôn giáo, không cần biết đức tin, anh phải đứng lại với nhau để xây dựng một cái thế giới hòa bình hơn, thương yêu nhau hơn. Thì lời kêu gọi đó được tất cả mọi tôn giáo, bất kể là Kitô giáo hay Hồi giáo hay bất cứ, họ đứng lại với nhau. Và khi đứng lại với nhau làm những cái công việc có tính cách xã hội thì con người cũng hiểu nhau hơn về vấn đề tình cảm và đưa đến những cái họp nhau về vấn đề tôn giáo. Vì thế, công đồng Vatican II khi họp nhau thì tiêu đề về đại kết liên tôn cũng như đại kết ở trong giữa mình với những tôn giáo khác, cũng như giữa các Kitô giáo với giáo hội công giáo, trở thành một cái tiêu đề chính. Không phải bởi vì chỉ chúng ta muốn đưa về trở thành một giáo hội với Chúa Giêsu Kitô, mà chúng ta muốn mở ra một cái cánh cửa để cho các anh chị em công giáo của mình làm thế nào sống trong một xã hội với những tôn giáo khác, sinh hoạt làm việc với họ về chính trị, về xã hội mà mình không có cảm thấy nó cấn cái. Và đó là một trong những cái tiêu chuẩn mà giáo hội đưa ra và có những cái đường hướng rõ rệt để mà đưa ra từ 50 năm vừa rồi. Vâng, cũng nói luôn về vấn đề đại kết, vấn đề giờ chúng ta khi nói về vấn đề đại kết là nói về vấn đề quan hệ giữa giáo hội công giáo với những anh chị em thuộc các giáo phái Kitô khác, với chính thống giáo, với anh giáo, vân vân. Còn đối thoại liên tôn là nói về cái sự quan hệ của chúng ta, những người công giáo, những đối với khác, những các tôn giáo khác, Hồi giáo, Phật giáo. Vâng, thì theo cha thì 50 năm đã qua thì chúng ta có những cuộc đối thoại liên tôn, rồi đối thoại đại kết, rồi cầu nguyện chung với nhau, đặc biệt tiêu biểu là ở Assisi, quê hương của Thánh Francisco. Assisi được coi là giống như là bổn mạng của cái nền hòa bình thế giới hiện nay. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy hình như có những vấn đề tín lý chúng ta không thể nào tránh được, mà như cha cũng đã nói đến, và hình như càng ngày càng xa giữa giáo hội công giáo và những anh chị em tin lành. Chúng ta không nói về chính thống giáo, những anh chị em tin lành và anh giáo, chẳng hạn là phụ nữ làm linh mục, nữ giám mục, rồi giám mục đồng tính, rồi hôn nhân đồng tính, rồi vấn đề phá thai, vấn đề trợ tử. Thì đó là những cái vấn đề mà xét rằng hiện nay hình như nó làm cho cái việc đối thoại xem ra như là một cái gì đó nó thành một cái công thức mà phải làm thôi, chứ còn phải có một cái nền tảng gì mà chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Vậy thì cha nghĩ sao? Tôi thì tôi nghĩ khác. Bởi vì trong 50 năm vừa rồi, nếu chúng ta đọc lại lịch sử của giáo hội thì phải thấy đây là một bước tiến rất xa. Và nếu chúng ta nhìn một ly nước thì tùy theo mình nhìn coi là cái nước nửa đầy hay là nửa lưng. Ở đây chúng ta phải nói là một nửa đầy, tức là chúng ta nhìn với một cái con mắt tích cực và khách quan, tích cực và lạc quan. Bởi vì trong 50 năm vừa rồi có những bước tiến rất nhiều, đương nhiên nó vẫn có nhiều khó khăn, và cái vấn đề đại kết có thể kéo dài hàng vài trăm năm nữa. Nhưng nếu liệt kê những cái có tính cách tích cực thì chúng ta thấy ngồi lại với nhau, đối thoại với nhau, có những bức thư chung với nhau, và trong đó đi lại hai vấn đề rất chính, một là Đức Mẹ Đồng Trinh, hai là quyền năng của Đức Giáo Hoàng, nói về cái ghế của Thánh Phêrô ngày xưa đó. Thì anh em tin lành nói chung cũng đã hiểu nhiều với giáo hội công giáo. Riêng vấn đề kinh thánh thì gần như hai bên học chung với nhau mà không có sự khác biệt. Vậy thì cái sự khác biệt về những cái vấn đề mà cha mới đưa ra, nào là giám mục nữ, rồi linh mục nữ, rồi đồng tính, rồi tất cả những cái đó thì sao, trợ tử hoặc là ngừa thai phá thai thì sao? Thưa, nếu chúng ta nhìn lịch sử của giáo hội và nhìn với một cái con mắt là lịch sử của 2000 năm, có những vấn đề nó có tính cách tín lý, luân lý nằm sâu ở trong đời sống con người và đem lại ơn cứu độ, thì những cái vấn đề này nó không thuộc về tín lý, mà nó thuộc phần lớn, cho đến bây giờ nó thuộc về vấn đề quản trị nhiều hơn. Bởi vì ngay cả trong tín lý của giáo hội, thì giáo hội cũng vẫn nói rằng cái vấn đề chẳng hạn như phá thai, thì hầu như tất cả anh em đều đồng ý với chúng ta. Vấn đề phụ nữ làm linh mục, thì ngay cả giáo hội công giáo của chúng ta không tuyên bố đó là một vấn đề thuộc về vấn đề tín lý từ bản gốc, mà nó thuộc về những cái điều kiện về mục vụ. Tuy nhiên, những điều kiện về mục vụ nó nằm trong truyền thống của giáo hội thì chúng ta cũng không thay đổi được, cho nên hai cái nó khác nhau. Vì thế, đối với vấn đề đối thoại với những anh em trong cái phong trào đại kết,
Thì cho đến bây giờ chúng ta đi lại gần với nhau rất nhiều về vấn đề tư tưởng, về vấn đề tín lý. Về vấn đề quản trị còn rất nhiều những cái khó khăn, đương nhiên trong đó còn một vài những cái khó khăn. Nhưng như tôi nói như thế này, nếu các cha, các thầy, tất cả anh chị em theo dõi chương trình báo chí, thì thấy rằng cái khó khăn này nó không đến ở trong vấn đề đối thoại, mà cái khó khăn này nó đến ở trong vấn đề nội bộ của những anh chị em khác, chứ không phải ở trong vấn đề công giáo. Tôi đưa ra một cái trường hợp cụ thể như là một cái ví dụ. Ví dụ cha mới vừa nói về vấn đề anh giáo. Ở trong đó họ có phụ nữ làm linh mục, phụ nữ làm giám mục, rồi họ cho đồng tính làm giám mục, và ngay cả bây giờ họ có thể chấp nhận những giám mục đồng tính mà vẫn có người gọi là người bên cạnh mình. Khi đối thoại với vấn đề công giáo thì họ đã biết quá rõ về chủ trương của công giáo là gì, thành ra chúng ta không có nhượng bộ. Nhưng tôi muốn nói đây là cái vấn đề khủng hoảng của nội bộ. Bởi vì khi chúng ta đọc những cái bài viết và nội bộ của anh giáo, chính những cái vấn đề đó đang gây chia rẽ cho họ. Và vì thế những người có chân tình và có cái nhìn thần học sâu của giáo hội anh giáo, một số họ dám nói thẳng, một số họ không dám nói nhưng họ nói đằng sau, nhất là những người đã bỏ anh giáo để trở về với giáo hội công giáo, họ kết luận như thế này. Các linh mục công giáo để ý, và Đức Giáo Hoàng cũng vậy, thân mến, họ nói, rồi đây, anh em anh giáo của chúng tôi sẽ trở lại với công giáo, chỉ bởi vì chủ trương của anh chị em công giáo là chủ trương theo truyền thống và đúng. Và những cái mà chúng tôi, nhất là một số người đến để mà đặt vấn đề trong vấn đề đối thoại khó gây khó khăn với anh chị em, là bởi vì những cái khó khăn đó thực sự đang phản ánh cái nội bộ khủng hoảng của chúng tôi, chứ không phải chúng tôi đòi hỏi anh chị em phải theo chúng tôi. Bởi vì sự thật của Thiên Chúa rồi đây nó sẽ được tỏ hiện. Vì thế những cái mà chúng tôi đòi hỏi, hay một số những anh chị em đưa ra để bàn luận đòi hỏi ở trên cái mặt đối thoại đó, chẳng qua là những cái phản ánh được cái khủng hoảng của nội bộ. Còn chúng tôi là những người thành tâm và biết chắc rằng rồi đây tất cả những cái vấn đề này nó sẽ qua đi, và những người nào còn lại, gọi là chỉ còn trung thành với giáo hội của anh giáo đó, chắc chắn họ cũng sẽ trở về giáo hội công giáo như một số người đã làm. Ý tôi chỉ muốn nói như thế này, đúng, có rất nhiều vấn đề mà đưa ra tranh luận đã đang gặp khó khăn. Nhưng nếu chúng ta hiểu về thần học thì phải biết rằng những cái khó khăn này nó không đến bởi vì liệu chừng mình có chấp nhận họ hay không, mà những cái khó khăn này nó đến để phản ánh là họ đang gặp khó khăn và chính họ cũng phải có sự chọn lựa. Mà cái sự chọn lựa thấy rõ nhất trong 5 năm vừa qua là một số rất đông anh giáo đã chọn lựa dứt hẳn với giáo hội anh giáo, trở về với giáo hội công giáo La Mã. Vâng, đó là lý do tại sao Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã thiết lập các giáo hạt cho các anh chị em anh giáo ở bên Anh, ở bên Mỹ và Canada và bên Úc. Vâng. Phi châu, vâng. Vâng. Về vấn đề liên tôn, vấn đề đại kết, bởi vì sau, đặc biệt sau công chiến tranh thế giới lần thứ 2 đó, mọi người đều nhìn ra rằng tại sao chúng ta phải giết nhau, tại sao chúng ta không thể chung sống hòa bình. Và nếu như khát vọng của mọi người đều mong muốn được hòa bình, ai cũng mong muốn rằng con người sống đúng phẩm giá con người, thì tại sao chúng ta không liên kết với nhau, chúng ta không thể đối thoại với nhau được. Vậy thì cho đến nay chúng ta vẫn thấy có những sự bất hại, chẳng hạn như bên các anh chị em Kitô hữu bên Hồi giáo, các nước Hồi giáo, đa số Hồi giáo đó, chúng ta vẫn đối thoại. Nhưng mà một đằng khác thì chúng ta vẫn thấy rằng là vẫn có những sự bất hại, hay là các nước Cộng sản, chúng ta vẫn đối thoại. Nhưng mà rồi những chính quyền độc tài vẫn tiếp tục gọi là đàn áp. Vậy thì một đàn đối thoại, nhưng mà đồng thời chúng ta cũng phải nâng cao cái tinh thần của anh chị em kỳ tự hữu trong những cái hoàn cảnh đó. Thì không biết theo cha, gọi là từng cái dự đoán của cha, hay là cái những cái tình hình như thế này, thì liệu rằng cái điều mà chúng ta đưa ra, công đồng Vatican II đưa ra trong vấn đề liên quan đến sự tốt lành của mỗi một tôn giáo, nó có hơi lạc quan không? Chắc chắn là hơi lạc quan. Là bởi vì như thế này, không có dịp để tôi có thể trình bày lại cái lịch sử đối thoại giữa chúng ta với anh em Hồi giáo, nói một cách cụ thể là Hồi giáo. Và đương nhiên với Do Thái giáo, nhưng mà Do Thái giáo nó ít hơn, một phần nó nhỏ về con số và một phần về cái hình thức sinh hoạt của họ nó cũng khác Hồi giáo. Nhưng tôi chỉ muốn nói một chút về cái hình thức khác nhau giữa Hồi giáo và những tôn giáo khác, hay là ít nhất là đối với các anh em ở trong cái vấn đề đại kết, tức là những anh em Kitô giáo, mà bởi vì họ có cùng chung một tín lý, cùng chung một cái kinh tin kính. Cái khổ khi chúng ta đến đối thoại với vấn đề Hồi giáo, mà thỉnh thoảng khi chúng tôi ngồi về lại với nhau bàn luận hoặc là đi dạy tới các thần học gia đó, thì chúng tôi vẫn nói rằng
chúng ta chưa đối thoại với anh em Hồi giáo. Lý do là bởi vì họ không có ai đại diện cho họ để cho mình đối thoại. Vì thế chúng ta vẫn dùng danh từ đối thoại mà thật sự là chúng ta độc thoại. Lý do là Hồi giáo họ không có một cái chủ trương như Giáo hội Công giáo. Ở đó chúng ta có giám mục dưới giám mục có linh mục, rồi dưới linh mục có hội đồng mục vụ đại khái. Mà đó cũng là một trong những hình thức mà chúng ta biết khi chính quyền ở Việt Nam hay bất cứ ở đâu họ muốn làm việc gì họ chỉ cần nắm ông giám mục là xong. Ở bên Hồi giáo đó họ có tính cách tự trị, và vì thế tất cả những imam nào mà giảng hay giảng giỏi họ có thể lôi kéo được giáo dân, và những imam này không nhất thiết phải nghe lời của imam kia. Trừ khi họ tôn thờ một imam và họ cho rằng cái imam đó trở thành một cái vị giáo chủ thì chẳng qua là bởi vì cái tâm tình của họ mà thôi. Nhưng khi họ không khâm phục thì họ cũng có thể giết nhau, và đó là cái chuyện xảy ra giữa CIA và hai cái nhóm của họ đó. Vì thế cho nên khi chúng ta nói đối thoại với Hồi giáo, cái khổ là như thế này. Giáo hội Công giáo của chúng ta cố gắng đối thoại với những người mà họ có tấm lòng muốn đem lại bình an, muốn đem lại hạnh phúc, muốn đối thoại, muốn đưa một cái thế giới đi lên một cái gì nó cao xa hơn, nó gần gũi với nhau hơn. Nhưng bên cạnh đó và dưới đó còn có những con người chúng ta gọi là cuồng tín mà chẳng bao giờ họ đối thoại và cũng chẳng ai cầm đầu làm chủ họ được. Vì thế cho nên cái khó khăn là, như tôi nói, cái khó khăn là chúng ta thật sự mà nói đối với giáo hội Công giáo của chúng ta và Hồi giáo, nếu nói là đối thoại có tính cách lạc quan và hiểu theo cái lối là ngồi lại với nhau nói chuyện thì chưa, bởi vì họ không có người đại diện. Nhưng nói kiểu đối thoại là chúng ta cũng đã ảnh hưởng được một phần lớn những người có trí thức, có học, và nhất là những bạn trẻ bây giờ lớn lên có học, có trí thức, có một cái tâm tốt đó, chứ chúng ta không nói tới những cái người cuồng tín. Thì ảnh hưởng của Giáo hội Công giáo và những cái cuộc đối thoại đó cũng đem lại rất nhiều những thay đổi cho họ. Vì thế đúng, nhìn trên thế giới chúng ta thấy còn rất nhiều những anh em cuồng tín mà cộng với ngu xuẩn nữa mới là cái khổ. Thì chúng ta cũng phải chịu đựng thôi, nhưng chúng ta cũng có hy vọng như thế này. Rồi đây lớp trẻ lớn lên nó cũng sẽ được học hành. Rồi những con người mà đứng về mặt chính trị, cai quản những cái đất nước đó, họ cũng phải mở mắt ra để nhìn thấy. Và nếu trường hợp được thì những imam đó mà có ảnh hưởng với dân và có lòng tốt, họ cũng biết đứng lại với nhau. Bởi vì trong những năm qua chúng ta đã cũng từng thấy chính những imam họ cũng đã đứng lại với nhau để lên án những cái người nhân danh Allah, nhân danh tôn giáo của họ để mà gây chiến tranh hoặc là gây cái chết. Đây là một trong những bước tiến rất quan trọng mà những imam đó họ rất gần gũi và họ rất thích cái chủ trương của Giáo hội Công giáo, là một cái chủ trương rất khắt khe về vấn đề luân lý. Cho nên có nhiều cái lạc quan hơn là bi quan. Vâng, tức là giữa Shia và những người Sunni, Hồi giáo, người ta vẫn có sự gọi là tranh đấu với nhau, rồi nội bộ người ta có giết nhau, vân vân. Nhưng mà một đằng khác thì có những cái vấn đề mà Giáo hội Công giáo cũng có thể ngồi chung với họ, đặc biệt trong những diễn đàn lớn, diễn đàn Liên Hiệp Quốc, vấn đề bảo vệ luân lý, như cha đã nói. Thì chúng ta phải cố gắng đối thoại, và với ơn Chúa, Chúa Thánh Thần tiếp tục làm việc nhiều hơn nữa. Vâng, liên quan đến vấn đề do Thái giáo, với Công đồng Vatican II đó, thì chúng ta đã nói rõ rằng là Giáo hội không có lên án cả một dân tộc Do Thái giết Chúa Giê-xu. Và vì thế Giáo hội lên án việc bài Do Thái, vân vân. Thì từ đó đến nay thì chúng ta có những cái đối thoại với giữa Giáo hội Công giáo và anh Do Thái giáo đấy. Nhưng mà rồi cũng có một số vấn đề cho đến nay vẫn còn lấn cấn về những người, có một số người Do Thái nói rằng là Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã không lên tiếng đủ trong thời kỳ người Do Thái bị Holocaust dưới thời Đức Quốc xã, vân vân. Rồi những cái địa điểm ở đất thánh hiện nay, mặc dù đã có quan hệ ngoại giao ở mức tòa thánh đại sứ cũng đã mười mấy năm nay rồi, nhưng mà vẫn chưa giải quyết, lấn cấn trong vấn đề đó, rồi vấn đề những người Công giáo Palestine ở đất thánh, vân vân. Thì cha nghĩ như thế nào về vấn đề này? Thật sự là vấn đề này nó có nhiều cái khía cạnh về vấn đề ngoại giao, về vấn đề này, vấn đề kia, vân vân. Nhưng mà liệu người Công giáo mình hay Giáo hội Công giáo mình có thể làm gì hơn? Vâng. Quan hệ giữa Giáo hội Công giáo với anh em Do Thái là một quan hệ, tôi nói về hai phương diện. Thứ nhất về mặt chính trị và thứ hai về mặt tôn giáo, về mặt tín lý. Chắc nói về tín lý dễ hơn đi. Rồi tôi nói về mặt chính trị sau. Đối với vấn đề tín lý, thì Giáo hội Do Thái giáo, anh em Do Thái giáo có một thế đứng đặc biệt ở trong tín lý của Giáo hội Công giáo. Câu hỏi đặt ra là
Liệu chừng chúng ta có cần phải đi truyền giáo cho họ để họ trở thành những Kitô hữu như chúng ta để họ được nhận được ân cứu rỗi hay không? Công đồng Vatican II bắt buộc là chúng ta phải đi truyền giáo với mọi người. Nhưng riêng với anh em Do Thái giáo thì chúng ta cũng đặt họ vào một cái gọi là cái category, một cái chức năng riêng. Bởi vì họ không phải giống như anh em Hồi giáo, Phật giáo, mà họ là những người được Thiên Chúa tuyển chọn ngay từ ban đầu. Và vì thế chúng ta vẫn cứ rao giảng. Nhưng đồng thời, ngay cả trong vấn đề tín lý, nếu trường hợp họ là những Do Thái giáo và họ vẫn giữ đạo của họ, thì chúng ta mong muốn gì? Ngay cả trong những cái bài phát biểu của các nghị phụ và sau này các thần học gia, họ nghĩ rằng rồi đây những cái sự, nhất là cái sự tồn tại của Do Thái giáo, vẫn giúp đỡ cho người Công giáo chúng ta hiểu hơn về nguồn gốc của mình. Bởi vì sau Công đồng Vatican II đó, trong Công đồng Vatican II thì Rabbi Heschel, một trong những Rabbi nổi tiếng của Nữ Ước, ngài đến và gặp một vị giám mục, ngài hỏi: các ông cứ cầu nguyện cho chúng tôi rồi đây không còn Do Thái giáo nữa, nhưng tôi thử hỏi, nếu trường hợp rồi đây không còn Do Thái giáo, ai sẽ là những người giữ lại những cái truyền thống, ai sẽ là những người giữ lại cái ngày lễ vượt qua, những cái ngày lễ Tết, những cái ngày lễ ngũ tuần, tất cả những cái đó, những người thắp nến trong đền thờ, bởi vì tất cả những cái đó một phần của lịch sử Công giáo. Thì cái câu hỏi đó làm cho các giám mục đang họp Công đồng Vatican II suy nghĩ, bởi vì thật sự nếu trường hợp không còn họ thì đúng là cái hệ những cái lịch sử đó chúng ta chỉ hiểu trên giấy tờ mà chúng ta không còn cái về mặt lịch sử. Tôi bỏ qua cái vấn đề đó, tôi nói về vấn đề chính trị đi. Vấn đề chính trị là một vấn đề phức tạp và nó cũng rất là khó, bởi vì như thế này. Anh chị em Do Thái họ luôn luôn nghĩ rằng Công giáo, nhất là Đức Giáo hoàng Pio thứ 12, đã không làm tất cả những gì ngài có thể làm để cứu vớt họ trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Họ bị Hitler diệt gần 6 triệu người ở trong các cái lò hơi ngạt. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có một số những người tốt và họ biết rằng Giáo hội Công giáo đã làm tất cả những gì có thể làm. Tuy nhiên trong thời gian gần đây vẫn có một cái sự căng thẳng, lý do là làm sao? Thưa, nó đến là bởi vì về mặt chính trị và nó đến cũng bởi vì về mặt luân lý của Giáo hội Công giáo nữa. Anh em Do Thái sau này họ lập quốc và họ trở thành quốc gia bây giờ mình gọi là Do Thái. Một hình thức nào đó họ đối xử với những người địa phương mà mình gọi là Palestine không được tốt. Phải nói như vậy về mặt xã hội. Họ đã bị ép bức như thế nào thì bây giờ cái hình thức đối xử với họ, của họ đối với những người anh chị em đó, nhiều khi nó không đúng với nhân cách của một con người. Là Giáo hội Công giáo, chúng ta có bổn phận phải lên tiếng cho sự thật và cho công lý và cho chân lý. Vì thế chính Giáo hội Công giáo đã binh vực rất nhiều, không phải về mặt chính trị cho anh chị em Palestine, nhưng binh vực cho quyền làm người và cho quyền sống, cũng như những cái bất công mà chính phủ Israel đã đối xử với người Palestine. Vì như vậy mà đôi khi chính phủ Israel họ cảm thấy là không được Giáo hội Công giáo nâng đỡ về mặt chính trị. Và chính vì thế mà đôi khi có một vài những cái càn cửa về mặt chính trị. Nhưng Giáo hội Công giáo của chúng ta, như chúng ta vẫn biết, chúng ta không tham gia chính trị. Nhưng những cái bất công của giáo hội, nhất là khi một chính phủ đối xử bất công với một cái dân tộc thiểu số như vậy, nhất là ngay trên đất nước của họ, thì giáo hội không thể im lặng được. Cho nên những cái vấn đề đó là vấn đề tế nhị về chính trị, và đó cũng là nguyên nhân tại sao một số những chính trị gia Israel họ không những không thích Giáo hội Công giáo bây giờ mà còn khui lại những cái cũ xưa, chỉ bởi vì họ muốn rằng Giáo hội Công giáo đừng có binh vực cho anh chị em Palestine. Mà thật sự chúng ta không binh vực về vấn đề chính trị, chúng ta binh vực về quyền làm người và những cái bất công mà họ đang chịu đựng. Vâng, nếu như ông bà và anh chị em, những ai có dịp đi qua đất thánh đó, thì cảm thấy được cái sự đau khổ của những anh chị em Palestine sống trong vùng đất mà họ không được coi như là những chủ nhân, và đi tới đâu cũng đòi hỏi sự giấy tờ khám xét của người bên lính Israel. Thật sự đó là một cái đau khổ của họ sống trên cái vùng đất mà quê hương, mà giống như là trong trại tị nạn khu khổng lồ. Vâng, cảm ơn cha đã cho chúng con biết sơ qua về vấn đề đại kết, vấn đề đối thoại liên tôn. Thật sự đó là một vấn đề kéo dài. Bao lâu chúng ta vẫn là những con người, chúng ta vẫn tiếp tục đối thoại. Đó là nói đối thoại đối với những anh chị em Kitô hữu khác, đối với những anh chị em thuộc các tôn giáo khác, mà chính trong lòng chúng ta phải đòi hỏi cái sự đối thoại bên trong nội bộ giáo hội mình đã sự bao lâu mà chúng ta có sự hiệp nhất với nhau, thì chúng ta mới có thể nói rằng tại sao chúng ta không thể nói chuyện với nhau được, tại sao chúng ta không thể hiệp nhất với nhau được. Vâng, cảm ơn cha rất là nhiều, và xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả của TV Ánh Sáng Tin Mừng và Radio Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã theo dõi chương trình họ về sống đạo ngày hôm nay. Chúng ta sẽ trở lại tiết mục này vào dịp khác. Xin cảm ơn. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý khán thính giả.